Tại triển lãm Beauty Care Expo 2020 mới diễn ra gần đây, người tiêu dùng đã có cơ hội tìm hiểu về nhiều loại mỹ phẩm nội địa đang ứng dụng các giải pháp và công nghệ mới hiện đại. Theo công ty cổ phần Thavon, việc ứng dụng dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại là xu hướng tất yếu để hàng Việt có thể cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Bên cạnh đó, bản thân doanh nghiệp còn chủ động cải tiến công thức, thường xuyên cập nhật xu hướng làm đẹp quốc tế cho phù hợp với nhu cầu thị trường nội địa. Tại triển lãm lần này, đơn vị đã giới thiệu đến khách hàng các mẫu sản phẩm chăm sóc da như kén tơ tằm dùng để massage mặt, tẩy mụn cám, dòng mặt nạ lụa, mặt nạ hoa hồng, nước hoa, được nghiên cứu phù hợp với làn da người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Hầu hết các sản phẩm đều được sản xuất từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên và các loại hoa trái, thảo dược do doanh nghiệp trực tiếp trồng, thu hoạch và chế biến tại Đà Lạt và trong nhà máy đạt tiêu chuẩn chứng nhận cGMP. Được biết, sản phẩm là sự phối hợp từ các công thức và công nghệ của Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam.